Sau gần 3 năm đàm phán, ngày 2 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Cao ủy Thương mại EU đã ký tuyên bố về việc chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA. Hai bên cũng đang nỗ lực hoàn tất quá trình phê chuẩn trong thời gian sớm nhất để hiệp định được ký kết dự kiến vào cuối năm 2016 này, cũng như bắt đầu có hiệu lực ngay từ đầu năm 2018. Đây được đánh giá là cơ hội vàng cho việc phát triển thương mại và đầu tư của Việt Nam, đặc biệt là những mặt hàng xuất khẩu mà Việt Nam có thế mạnh như dệt may, da giày, thủy sản, đồ gỗ. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề về văn bản pháp lý cần rà soát để thuận lợi nhất cho quá trình thực thi sau này. Vậy, sau khi hiệp định có hiệu lực thì những nguy cơ rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp cũng như chính phủ Việt Nam sẽ như thế nào nếu xảy ra những tranh chấp thương mại với EU? Vấn đề mở cửa thị trường của Việt Nam đối với một số mặt hàng chăn nuôi của EU sẽ tạo ra những tác động cụ thể gì tới thị trường trong nước? Mức độ mở cửa trong mua sắm chính phủ của Việt Nam đang ra sao? Thực tế, doanh nghiệp Việt Nam còn những khó khăn, thách thức nào mới có thể tận dụng hiệu quả những thời cơ do FTA này mang lại? Tất cả sẽ có trong chương trình hội nhập hôm nay, rà soát EVFTA. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Bộ Công Thương thì trong những năm qua, quan hệ thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU đã có những bước phát triển vượt bậc. Giá trị thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU đã tăng gần 7 lần, từ khoảng 6,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2003 lên tới hơn 41 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015, đưa EU trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang EU đạt gần 31 tỷ đô la Mỹ, số vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU hay còn gọi là EVFTA đang thực sự mở ra những cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào thị trường rộng lớn tới 500 triệu dân, chiếm 25% GDP toàn cầu này. EU đang là thị trường xuất khẩu dẫn đầu của Việt Nam, đóng góp tới 16% GDP. Với FTA Việt Nam EU, dự báo GDP của Việt Nam sẽ tăng khoảng 2,7% một năm. Nhóm 5 sản phẩm dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU là giày dép 4,5 tỷ đô la Mỹ, may mặc 2,3 tỷ đô la Mỹ, cà phê 1,4 tỷ đô la Mỹ, thủy sản 1,1 tỷ đô la Mỹ và đồ nội thất 1 tỷ đô la Mỹ. Ngay khi hiệp định EVFTA được áp dụng, mức thuế đối với các mặt hàng xuất nhập khẩu sẽ được giảm 65%. Và sau đó, trong giai đoạn 10 năm đối với Việt Nam và 7 năm đối với châu Âu, các loại hàng hóa sẽ được giảm thuế tới 99%. Hiệp định đã được ký kết và có hiệu lực. Thì theo tính toán sơ bộ, mà đây tôi xin nói lại là tính toán sơ bộ và của các cái tổ chức độc lập, thì người ta cho rằng khả năng xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu sẽ tăng thêm một năm từ 5 cho đến 6%. Hiện nay thì hàng năm chúng ta đã xuất khẩu sang Liên minh châu Âu với một cái tốc độ tăng bình quân là 18% rồi. Như vậy, nếu có hiệp định được ký kết thì một năm chúng ta sẽ tăng trưởng cái xuất khẩu sang khu vực châu Âu này là từ 23 cho đến 24%, một con số hết sức có ý nghĩa trong cái bối cảnh chúng ta đang thúc đẩy sản xuất ở trong nước, vừa là tiêu thụ thị trường nội địa nhưng đồng thời tìm kiếm cái thị trường ở bên ngoài. So với hiệp định TPP, EU cũng đã dành cho Việt Nam các cam kết rất hấp dẫn. Đặc biệt, EU dành cho Việt Nam cơ hội tiếp cận thị trường rất tốt đối với các sản phẩm nông nghiệp, ví dụ như hàng cá được xóa bỏ thuế trong vòng 3 năm hay sản phẩm đường là một trong những mặt hàng nhạy cảm, nhưng EU cũng đã dành cho Việt Nam một lượng hạn ngạch lên tới 10.000 tấn mỗi năm. Chúng tôi ưu tiên hỗ trợ các mặt hàng nông nghiệp của Việt Nam tiếp cận thị trường EU. Chúng tôi sẽ giúp Bộ Nông nghiệp và doanh nghiệp kiểm soát chất lượng sản phẩm, các vấn đề an toàn vệ sinh để đáp ứng các tiêu chuẩn của EU. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẵn sàng xem xét và hỗ trợ về tài chính hoặc kỹ thuật cho phía Việt Nam. Ngoài những lợi ích về thương mại, EVFTA cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ của EU sẽ tập trung đầu tư lớn vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, một trong những điểm yếu trong sản xuất công nghiệp của Việt Nam. Lợi thế này được dự báo là sẽ giúp Việt Nam trở thành cơ sở sản xuất cũng như điểm trung chuyển hàng hóa của cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thưa quý vị và các bạn, ông Mauro Petriccione, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thương mại Ủy ban châu Âu, trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, đã có chuyến công tác tại Việt Nam nhằm hoàn tất quá trình rà soát pháp lý văn bản của FTA này.
để chuẩn bị cho việc giải quyết những vướng mắc trước khi tiến tới ký kết hiệp định được dự kiến là trong năm nay. Và nhân dịp này thì ông đã dành cho chương trình hội nhập một cuộc phỏng vấn ngay tại phái đoàn Liên minh châu EU tại Hà Nội với rất nhiều những nội dung quan trọng được đề cập. Xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Trước hết thì tôi muốn được nghe đánh giá ngắn gọn của ông về những cái lợi ích về thương mại và đầu tư lớn nhất mà EVFTA sẽ mang lại cho Việt Nam. Đó là những gì thưa ông? Việt Nam là một đất nước hấp dẫn về thương mại đầu tư và hiện EU là một trong những thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Hai bên đang tạo ra nhiều cơ hội trong cả hai lĩnh vực này. Về thương mại, thông qua việc tiếp cận tốt hơn với thị trường EU, Việt Nam có thể thu được lợi ích không chỉ từ các mặt hàng xuất khẩu hiện nay như là dệt may, nông sản, thủy sản, mà còn từ các mặt hàng khác trong tương lai khi Việt Nam vươn tới được những vị trí cao hơn trong chuỗi cung ứng. Ví dụ như việc Việt Nam đi từ hàng may mặc tới những mặt hàng có giá trị gia tăng cao hơn như hàng điện tử chẳng hạn. Việt Nam hiện đã có kế hoạch vươn xa hơn trong chuỗi cung ứng và Việt Nam có thể tìm thấy một thị trường rộng mở hơn trong EU khi tiến hành kế hoạch này. Theo tôi được biết thì hai bên đang đặt quyết tâm để ký kết EVFTA trong năm nay. Tuy nhiên là vẫn còn những vấn đề về pháp lý cần phải rà soát và tôi cũng biết đây là một trong mục đích chuyến công du Việt Nam lần này của ông. Vậy thì những vấn đề pháp lý cần rà soát còn lại là gì? Và ông kỳ vọng nó sẽ được tháo gỡ như thế nào trong chuyến thăm này? Đàm phán đã kết thúc. Bây giờ chỉ còn lại các vấn đề về thủ tục. Hai nhóm chuyên gia pháp lý của hai bên sẽ tiến hành rà soát văn bản để đảm bảo ngôn ngữ của văn kiện chuẩn xác về mặt pháp lý. Sau đó văn kiện sẽ được dịch sang tiếng Việt và 24 ngôn ngữ của EU. Sau khi hai bên thống nhất thì dự kiến hiệp định sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2018. Tiếp đến sẽ là quy trình thực thi về mặt luật pháp. Với nỗ lực cải cách kinh tế đã và đang được thể hiện trong các kế hoạch của chính phủ Việt Nam, tôi cho rằng quá trình thực thi luật pháp ở Việt Nam thực sự không phải là một vấn đề đáng lo ngại trong FTA này. Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam thì đã rất rõ trong EVFTA. Tuy nhiên là có một điều tôi lo ngại đó là có thể doanh nghiệp Việt Nam sẽ vướng vào những vấn đề pháp lý khi mà làm ăn với EU. Bởi vì ông cũng biết đây là một trong những cái hạn chế của doanh nghiệp Việt Nam. Ông nghĩ sao về điều này? Việc bị kiện khi có tranh chấp thương mại không còn là một vấn đề mới. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU đã đề ra các tiêu chuẩn đơn giản về việc đối xử với các nhà đầu tư nước ngoài, như không phân biệt đối xử công bằng và bình đẳng, công bằng trước tòa, không có các quy định tùy tiện đối với các nhà đầu tư, không tiến hành trưng thu tài sản mà không có đền bù. Đây là những nguyên tắc phổ biến trên toàn EU đối với tất cả các nhà đầu tư. Trong FTA này thì còn một rủi ro nữa về mặt pháp lý, đó là các nhà đầu tư của châu Âu thì có thể khởi kiện chính phủ Việt Nam mà không cần thông qua chính phủ của họ. Ông có lo ngại về cái vấn đề này đối với phía Việt Nam không ạ? Tôi cũng cho rằng cách giải quyết tranh chấp tốt nhất là thông qua tham vấn và hòa giải. Tuy nhiên, nếu các biện pháp trên không được giải quyết, thì hai bên cần thông qua cơ chế trọng tài là một bên thứ ba. Bên thứ ba này có thể không đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng sẽ có những khuyến nghị về những giải pháp để thực thi. Tuy nhiên, tôi vẫn khẳng định, việc giải quyết tranh chấp không phải là vấn đề cốt lõi, mà điều quan trọng hơn là các bên cần nắm được những lợi ích của hiệp định và cùng tôn trọng hiệp định. Tôi không cho rằng đây là một mối lo ngại đối với Việt Nam. Vì nếu như các nhà đầu tư liều lĩnh tiến hành khởi kiện mà không có các căn cứ pháp lý thì hiệp định đã có các điều khoản nhằm hạn chế những hành động này. Hậu quả của việc liều lĩnh thiếu căn cứ sẽ dẫn tới việc các nhà đầu tư sẽ phải trả mọi án phí nếu bị thua kiện. Hiệp định cũng có nhiều điều khoản để các chính phủ có thể giải thích về các quy định của mình, lý giải về việc tại sao có thể thực hiện hành động này nhưng với hành động khác thì không. Hơn nữa, hiệp định cũng đã có các điều khoản mà sẽ tạo ra những bất lợi về kinh tế nếu các nhà đầu tư có những hành động vô căn cứ khi khởi kiện. Bên cạnh đó, hiệp định cũng cho phép việc một chính phủ duy trì quyền điều hành kinh tế, kể cả điều hành hoạt động của các nhà đầu tư với lợi ích chung của quốc gia. Phía EU không phản đối việc Việt Nam thực hiện quyền này. Do đó, tôi không thấy có lý do phải lo ngại. Hai bên không nên tập trung lo lắng vào các tranh chấp, mà cần tập trung vào việc thực thi hiệp định như đã cam kết từ cả hai phía. Và cũng cần bắt đầu hiệp định với nhận thức là xung đột là vấn đề bình thường, cần phải giải quyết mà thôi. Còn về cơ bản thì hai bên đã đàm phán với sự tin tưởng lẫn nhau, thực thi nghiêm túc những quy định đã được hai bên thống nhất. Chúng tôi luôn kỳ vọng và tin tưởng phía Việt Nam sẽ thực hiện tốt.
Thưa ông Patricione, Việt Nam sẽ mở cửa thị trường cho hầu hết các thực phẩm từ châu Âu. Ví dụ như là rượu vang hay rượu mạnh thì sẽ được bỏ thuế sau 7 năm. Với thịt bò thì sau 3 năm và sản phẩm sữa thì sau 5 năm. Ông có nghĩ là thịt bò hay là sữa của EU thì sẽ có thể cạnh tranh được với thịt bò hay là sữa của Úc và của Mỹ mà hiện đang có rất nhiều ở thị trường Việt Nam và với giá cả rất hợp lý không ạ? Đối với thị trường EU, các mặt hàng của Việt Nam xuất sang cơ bản là có tính bổ sung thay vì cạnh tranh. Nếu có sự cạnh tranh thì quá trình chuyển đổi cũng sẽ thuận lợi cho việc thích nghi. Trong hiệp định, mỗi bên đều có một lộ trình cắt giảm thuế để các nhà sản xuất dần thích nghi. Ví dụ như EU là 7 năm, nhưng với Việt Nam là 10 năm. Như vậy, Việt Nam có lộ trình dài hơn vì trình độ phát triển còn thấp hơn các nước EU. Đối với các mặt hàng nhạy cảm thì cũng cần có thời gian cần thiết để thích nghi và cạnh tranh. Thế nên trong quá trình đàm phán, các bên đều đã đưa ra những đề nghị hợp lý để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi thấy Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn, nhưng cũng hiểu là Việt Nam cần có thời gian phát triển năng lực sản xuất để các nhà sản xuất Việt Nam có thể dần thích nghi. EU đã và đang hỗ trợ các nhà sản xuất cũng như chính phủ Việt Nam thích nghi thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, áp dụng các phương pháp sản xuất hiện đại và an toàn hơn. Chúng tôi đã có một chương trình hợp tác và phát triển lâu dài cho Việt Nam. Thưa ông, còn một nội dung nữa mà phía EU cảnh báo phía Việt Nam tôi nghĩ là rất đúng, đó là vấn đề chăn nuôi. Chăn nuôi thì được đánh giá là dễ bị tổn thương và thậm chí là có thể chết trong TPP khi mà không thể cạnh tranh được. Tuy nhiên là nhiều người không nghĩ đến việc là EU cũng là tập hợp của các cường quốc có thể nói là khổng lồ và rất mạnh về chăn nuôi. Ông bình luận như thế nào về điều này? Còn tùy thuộc vào sản phẩm chăn nuôi nào được đề cập. EU là một nhà xuất khẩu lớn với nhiều mặt hàng thế mạnh. Về thịt bò, EU thiên về thịt bò chất lượng cao chứ không phải là nhà xuất khẩu thịt bò loại phổ thông lớn. Chúng tôi hướng tới thị trường ngách là thị trường bò chất lượng cao. Tuy nhiên, hiện EU vẫn còn nhập khẩu thịt bò nhiều hơn là xuất khẩu. Do đó, tôi không cho rằng thịt bò EU là một mối đe dọa đối với thịt bò khác tại Việt Nam. Đối với các sản phẩm chăn nuôi khác, tôi cho rằng hàng hóa hai bên mang tính bổ sung nhiều hơn. Hoặc nếu ít bổ sung, thì các mặt hàng sẽ có lộ trình chuyển đổi để thích nghi. Với các mặt hàng mà cả hàng nhập khẩu và sản xuất trong nước đều cạnh tranh do nhu cầu tiêu dùng cao, như thịt lợn chẳng hạn, thì tôi cũng nhận thấy đây là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của một số nước EU, nhất là thịt lợn chất lượng cao. Tuy nhiên tôi cho rằng thị trường Việt Nam đang phát triển nhanh và mạnh mẽ, nên luôn có nhiều cơ hội dành cho cả hai bên. Người ta đã nói rất nhiều về việc là các tập đoàn dược phẩm lớn của Mỹ thì vận động hành lang đối với chính quyền để bảo hộ lâu hơn các cái bằng sáng chế trong TPP. Vậy còn với EU thì sao về vấn đề này? Khi mà hiện nay thì ở Việt Nam cũng có rất nhiều những tập đoàn dược phẩm của EU đang hoạt động tại Việt Nam rồi. Đây là lĩnh vực mà chúng tôi không có khách hàng, mà chỉ có đối tượng là bệnh nhân. Những người cần sự chăm sóc y tế và chính phủ luôn nỗ lực để những người dân có được sự chăm sóc y tế tốt nhất trong khả năng của mình. Chúng tôi không nghĩ mình sẽ dùng quyền bảo hộ sáng chế đối với dược phẩm và các sản phẩm thuốc cho bệnh nhân. Theo nhiều cách khác nhau, chính phủ có thể sử dụng các biện pháp để giữ cho giá thuốc nằm ở ngưỡng có thể chi trả được, để bệnh nhân có thể mua được hay hệ thống y tế của chính phủ có đủ năng lực chi trả. Chúng tôi có 28 quốc gia thành viên, nên có một hệ thống y tế rất đa dạng để giữ cho giá thuốc nằm ở mức hợp lý. Tuy nhiên, các tập đoàn tổng công ty dược đã đầu tư rất nhiều vào việc phát triển các loại thuốc, nên nếu không khuyến khích họ, thì sẽ có ít hơn các loại thuốc được cung cấp cho hệ thống y tế, và bệnh nhân sẽ không nhận được nhiều sự chăm sóc về y tế. Hiệp định này sẽ không khiến cho chính phủ giảm đi khả năng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Chúng tôi sẽ từ chối làm như vậy. Chúng tôi sẽ không hạn chế quyết tâm của chính phủ trong chăm sóc y tế cho người dân của họ. Vâng, xin cảm ơn ông đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn của chương trình hội nhập của Đài Truyền hình Việt Nam. Có tới trên 80% quy định của pháp luật Việt Nam hiện tại đã tuân thủ theo đúng những yêu cầu của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU. Và kết quả này được đưa ra sau khi mà Trung tâm WTO, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI ra soát trên 5 lĩnh vực quan trọng trong hiệp định. Đó là sở hữu trí tuệ, đầu tư, minh bạch hóa, hải quan và mua sắm công. Cụ thể thì những rà soát về mua sắm công được thể hiện trong tập tài liệu mà tôi đang cầm trên tay đây.
Và theo tài liệu này thì mua sắm công được ghi nhận là lĩnh vực đã có nhiều nỗ lực nhất trong sửa đổi luật pháp của Việt Nam để thích ứng về mặt thể chế. Tuy nhiên thì từ văn bản cho đến thực thi sẽ là một quá trình không hề dễ dàng, nhất là trong lĩnh vực mà lâu nay vẫn được đánh giá là Việt Nam còn khá đóng cửa và kém minh bạch. Bước vào FTA Việt Nam EU, lần đầu tiên Việt Nam sẽ phải mở cửa thị trường mua sắm công cho các nhà thầu châu Âu. Dù đã nhiều năm gia nhập WTO, nhưng Việt Nam cũng chỉ là quan sát viên và chưa từng thực hiện bất kỳ nguyên tắc quốc tế nào liên quan đến vấn đề này. Năm 2013, dự liệu trước tiến trình mở cửa, Việt Nam chủ động đưa các nguyên tắc mua sắm công vào luật đấu thầu và bước đầu thí điểm mua sắm tập trung hướng tới công khai minh bạch theo tinh thần của FTA Việt Nam EU. Tôi nghĩ rằng đó là một bước tiến, bởi vì trong cái quá trình hội nhập thì các bên đối tác thì cần phải có hiểu nhau. Thế và để hiểu nhau được thì những cái vấn đề công khai minh bạch, cả chi tiêu công lẫn nhiều yếu tố khác nữa thì nó cần phải được thực hiện. Không chỉ đến cái việc là các nhà thầu nước ngoài họ vào đấu thầu, nó dựa trên những cái cơ chế, nó công khai minh bạch. Đại diện Bộ Tài chính cho biết, khoản tiết kiệm trong thời gian thí điểm là khoảng 500 tỷ đồng. Theo kinh nghiệm các nước, phương thức này sẽ giảm chi phí khoảng 10 đến 17% so với phương thức mua sắm riêng lẻ áp dụng trước đó. Việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức này bắt đầu thi hành rộng khắp từ ngày 10 tháng 4 năm 2016. Dù đánh giá cao tinh thần công khai minh bạch theo yêu cầu quốc tế, tuy nhiên khi triển khai rộng rãi, phương thức này sẽ phải tiếp tục được sửa đổi. Cái việc mua sắm tập trung thực ra thì nó có những ưu điểm, nhưng nó cũng có những cái mà có thể nói là nhược điểm nhất định. Chẳng hạn như vấn đề đa dạng hóa các cái tài sản công chẳng hạn thì nó cái mức độ đa dạng hóa nó sẽ thấp hơn, bởi vì không thể nào địa phương A mua máy A, địa phương B mua máy B, địa phương Z mua máy Z mà trung ương đều có thể đáp ứng được cái đó. Thế thì cái tập trung nó cũng là một cái có những cái hạn chế như vậy. Dù đã có những cải thiện nhất định, song mức độ mở cửa cho nhà thầu nước ngoài tham gia mua sắm công ở Việt Nam vẫn còn là cánh cửa hẹp. Những nhà thầu nước ngoài đã từng tham gia gói thầu mua sắm công chủ yếu là những dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay của nước ngoài và theo yêu cầu của bên cho vay. Do đó, khi tham gia FTA Việt Nam EU, bên cạnh hầu hết những quy định về đấu thầu cơ bản đã phù hợp với các cam kết FTA Việt Nam EU, những vấn đề còn lại như phạm vi điều chỉnh, thời hạn thực hiện, quy trình sẽ phải tiếp tục được sửa đổi. Những cái trường hợp nào mà nó khó hoặc là trong bối cảnh hiện tại chưa thể thực hiện đồng loạt được thì chúng ta vẫn bắt buộc phải sửa, nhưng chỉ sửa để áp dụng cho những cái gói thầu sẽ mở ra cho nhà thầu EU thôi. Quá trình rà soát của VCCI cho thấy rất nhiều cam kết của FTA Việt Nam EU chính là cam kết TPP cộng. Điều này có nghĩa một số cam kết ưu đãi hơn dành cho các đối tác khác thì cũng phải dành cho EU. Vấn đề về mua sắm công cũng không phải là ngoại lệ. Và do đó, theo đại diện ban pháp chế VCCI cho rằng nhất thiết phải thay đổi tâm lý, cố gắng để sửa ít luật nhất có thể. Những gì áp dụng được trực tiếp thì áp dụng trực tiếp luôn. Bởi lẽ nếu không có rà soát và sửa đổi luật pháp kịp thời sẽ khiến chính phủ và doanh nghiệp lâm vào những rắc rối mà không biết hỏi ai. Miễn giảm thuế xuất nhập khẩu tới 99%, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU hay EVFTA hứa hẹn là một trong những hiệp định mang lại lợi ích rất lớn cho Việt Nam về thương mại. Đây là cơ hội vàng để Việt Nam có thể tăng cường được sức cạnh tranh, nhất là đối với những ngành xuất khẩu có lợi thế, ví dụ như dệt may, thủy sản hay da giày. Tuy nhiên thì để có thể tận dụng được cơ hội từ EVFTA mang lại thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang phải đứng trước những thách thức không nhỏ. Để hoàn thiện chiếc áo này, nhà xuất khẩu Việt Nam phải nhập tới 80% nguyên phụ liệu từ Trung Quốc, trong đó có cả vải. Nhưng nếu chỉ nhập khẩu vải với gia công như vậy thì sẽ không có sản phẩm nào của Việt Nam đáp ứng được quy tắc xuất xứ từ vải của EU theo hiệp định EVFTA. Điều khiến cho EVFTA đặc biệt so với các hiệp định thương mại khác, đó là vấn đề tiêu chuẩn. Đây cũng là điều mà các doanh nghiệp Việt Nam phải cân nhắc kỹ càng. Châu Âu sẽ muốn nhập về các mặt hàng chất lượng tốt, ví dụ như chiếc áo tôi đang mặc. Tôi muốn biết nó được sản xuất từ đâu, những công nhân này có được làm việc trong điều kiện tốt hay không. Là đối với cả doanh nghiệp về ngành may mặc, ấy, thì nếu như là để tận dụng được cái ưu đãi về thuế quan của EU, thì bắt buộc các doanh nghiệp là phải có những cái hướng đầu tư để sản xuất ra những cái mặt hàng vải được dệt tại Việt Nam. Chúng ta phải đầu tư nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị để sản phẩm vải có thể được sản xuất ra tại Việt Nam.
Nếu như doanh nghiệp của chúng ta mà không có cái sự chuẩn bị và không có cái sự đầu tư thích đáng thì như vậy là chúng ta sẽ bị bỏ lỡ mất những cái cơ hội để giúp cho hàng hóa của Việt Nam có sức cạnh tranh ở trên cái thị trường của EU. Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực khác của Việt Nam như thủy sản, tình hình cũng không khá hơn. Khi EVFTA có hiệu lực, thuế sẽ giảm nhưng rào cản kỹ thuật rất có thể sẽ ngày càng khắt khe hơn. Ngoài tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành, của quốc gia, doanh nghiệp thủy sản Việt Nam còn phải đối mặt với rào cản kỹ thuật khác đến từ các tổ chức thứ ba. Doanh nghiệp bây giờ lại chịu rất nhiều áp lực của các cái rào cản kỹ thuật của các tổ chức phi chính phủ. Tức là họ đã đáp ứng tiêu chuẩn EU rồi đấy, họ đã đáp ứng tiêu chuẩn rồi đấy. Nhưng bây giờ muốn xuất khẩu vào EU thì nhà xuất khẩu đòi hỏi phải có chứng nhận ISC. ISC là chứng nhận của một tổ chức phi chính phủ. Mà bây giờ một số nước người ta cũng công nhận ISC, ví dụ như Hà Lan chẳng hạn, người ta bảo là ngành ngành gã của người ta sẽ đáp ứng cái tiêu chuẩn MSC hoặc là ESC, ví dụ như vậy. Thế thì những cái rào cản kỹ thuật của những cái tổ chức thứ ba rất là lớn. Chất lượng thủy sản đang chịu quản lý của ba bộ, đó là Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương. Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu, Eurocharm, điều này khiến việc quản lý chồng chéo, rời rạc và kém hiệu quả. Ngoài ra, dù đã có 34 phòng kiểm nghiệm chất lượng thủy sản, nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu cao theo thị trường lớn. Vấn đề chính đó là vấn đề về an toàn thực phẩm và cái chất lượng của các phòng thử nghiệm kiểm tra tại Việt Nam. Tại vì khi mà một doanh nghiệp họ xuất khẩu đi thì họ nghĩ là cái sản phẩm của họ đã đạt chất lượng rồi, thì họ xuất khẩu đi thì qua bên kia họ kiểm tra thì nó lại không đạt, thì là họ lại sẽ bị block nguyên cái lô hàng đó và nó ảnh hưởng tới cái uy tín của cái sản phẩm của Việt Nam khi mà xuất khẩu qua cái thị trường các nước ngoài. Có thể là không phải do doanh nghiệp đó họ cố ý họ làm như vậy, mà có thể là họ do họ xài một cái nguyên liệu nào đó mà nó là giả mạo, như các cái thuốc trừ sâu hay thức ăn chăn nuôi nó là giả mạo, thì cái đó cũng đưa ra một cái vấn đề về phía chính phủ là phải quản lý các nguồn nguyên liệu để mà tránh cái tình trạng là bị giả mạo như vậy. Xuất khẩu sang EU không có nghĩa là chỉ tuân thủ những quy chuẩn về kỹ thuật hay an toàn vệ sinh thực phẩm, mà còn phải xây dựng được hình ảnh sản phẩm của Việt Nam trong mắt người tiêu dùng châu Âu. Để làm được điều này, trước hết phải quảng bá thương hiệu, sau đó là tăng khả năng tiếp cận trực tiếp với thị trường EU. Theo nghiên cứu, tới năm 2020, xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ tăng thêm 16 tỷ đô la Mỹ nhờ EVFTA. Tuy nhiên, nếu không thay đổi cách tổ chức sản xuất, chúng ta có thể sẽ để tuột mất một cơ hội lớn. Từ nay cho tới khi ký kết và đi vào thực thi EVFTA, hai bên sẽ còn rất nhiều việc phải làm cũng như không ít những rào cản cần phải gỡ bỏ. Bên cạnh đó thì cho tới nay cũng chưa có một đánh giá chính thức nào về những tác động cụ thể, cả tích cực và tiêu cực của các FTA thế hệ mới, trong đó có EVFTA, nên tất cả những đánh giá vẫn chỉ mang tính dự báo. Tuy nhiên thì theo nhận định ban đầu, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVFTA đang được kỳ vọng là sẽ giúp cho GDP của Việt Nam tăng thêm từ 10 đến 15%, xuất khẩu sang thị trường EU sẽ tăng từ 30 đến 40%, thương mại giữa hai bên tới đây sẽ tăng trưởng thêm từ 4 đến 6%, chưa kể phần đã tăng thêm hàng năm mà chưa có FTA này. Về đầu tư thì theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến hết tháng 4 năm 2016, có hơn 1.800 dự án từ 24 nước EU còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 23 tỷ đô la Mỹ. Những con số đầu tư được dự báo là sẽ còn tiếp tục tăng sau khi EVFTA có hiệu lực. Tuy nhiên, có không ít những chuyên gia thương mại cho rằng những con số tăng trưởng dự báo nói trên thì cũng mới chỉ là đếm cua trong lỗ. Để có thể biến những con số đó thành hiện thực thì đòi hỏi cả chính phủ và cả cộng đồng doanh nghiệp sẽ cùng phải nghiêm túc, thậm chí là khắt khe hơn nữa trong việc thực hiện những cam kết quy định do FTA đưa ra. Đồng thời với đó thì cộng đồng doanh nghiệp cũng cần phải nỗ lực hơn để biến cơ hội, tiềm năng thành những lợi ích kinh tế, thương mại thực sự, chứ không thể chờ đợi cơ hội tự thân nó biến thành lợi nhuận được. Đến đây thì chương trình Hội nhập cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.